Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngậm tiền Formosa bồi thường cho dân Hà Tĩnh. Vụ ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra, tỉnh Hà Tĩnh được phân bổ 400 tỷ đồng do công ty Formosa bồi thường, đầu tư các dự án xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại 4 tỉnh miền Trung. Yêu cầu đến hết ngày 31 tháng 12, 2020, các dự án phải hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Thế nhưng, sau gần 5 năm, mới chỉ có dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá tại khu neo đậu tránh trú bão, cửa khẩu Kỳ Hà hoàn thành, mới giải ngân thanh toán được hơn 35,7 tỷ đồng. Ba dự án còn lại đều chậm tiến độ, giải ngân hơn 11 tỷ đồng. 5 năm trời với tổng số tiền 400 tỷ đồng, chính quyền Việt Nam chỉ mới nhả ra hơn 10%, số tiền còn lại đang ở đâu, vì sao giải ngân chậm trễ thì không ai rõ. Không biết chính quyền có ý định giải ngân và hoàn thành các dự án không, hay chỉ ậm ừ và nhả tiền nhỏ giọt như vậy, tới 5 đến 10 năm sau, khi mọi chuyện lắng xuống thì nuốt trọn số tiền trên. Đáng nhẽ ra, sau sự cố Formosa, cái gì có lợi cho dân thì phải làm ngay, làm quyết liệt để đền bù cho người dân, phục hồi hệ sinh thái đã bị doanh nghiệp Formosa và chính quyền bắt tay phá nát. Nhưng trước áp lực của dư luận, việc bồi thường 400 tỷ đồng chỉ làm cho dư luận nguôi ngoai, rồi giải ngân nhỏ giọt để ăn thêm ăn bớt. 5 năm trời, chừng đó tiền cùng với sự mất giá hàng năm, không biết chính quyền Việt Nam đã ăn được biết bao nhiêu nữa. Quả xứng đáng là bậc thầy về ngậm tiền, các nước trên thế giới phải ngã mũ kính phục.